Đi mà giờ chưa ăn gì hết trơn á. Để ăn xíu cải thiện cho nghe con quỷ yêu của tao. Ô, hổng gài con thiệt. Máu vú máu đít nó dòm tới não. Tao người gì mà bất nhân thấy ghê không? Mẹ này nhắm như quỷ hay gì chứ không phải người. Để xíu anh. Bà con vô đông đông bắt đầu tôi mới kể được. Tụi em ăn chút rồi. Đói quá. Với mọi người chưa ăn gì hết trơn. Hello bà con cô bác. Bánh ướt. Cái livestream này một lần nữa tôi kêu gọi bà con chia sẻ đông đông, đặc biệt là chia sẻ cho tới cái gia đình của các con mẹ mà cái con quỷ yêu ở dưới mà chặt chân con chó đó. Trời đất câu tôi nói coi ngang trời rồi muốn chết được vậy đó. Người gì mà bất nhân hết sức. Chia sẻ đông đông bánh ướt. Chia sẻ sao mà cho tới tay con mẹ đó. Bữa nay đó tôi chữ không ngon không ăn tiền. Tôi cam đoan với quý vị luôn. Bởi vì bữa giờ nóng bức xúc quá mà gì. Tôi để tôi coi tình hình sao. Tôi nóng dữ lắm. Chứ không phải giỡn đâu. Chia sẻ đông đông giùm tôi có livestream này đi. Bắt đầu là tôi ăn bị dịu xong thấm mơ giờ đi công chuyện lo công chuyện tùm lum hết rồi bắt đầu đâu có ăn uống gì. Nãy ghé mua một hộp bánh nước rồi ăn cho cảm ơn nha Trần Phạm hấp dẫn ngon không. Cái dĩa chiếc lá chia sẻ đông đông cái livestream bà con vô coi thiệt đông tôi mới nói. Chứ để nói họ cái nhiều người ta vô sao cái ta không coi được tội nghiệp người ta. Người ta không biết này bà hai bà nói cái gì. Tức cũng chết luôn vậy chứ không phải giỡn. Bà nước mắm rút vô hết trơn. Chia sẻ đông đông đi. Bà con vô 1.000 tôi mới bắt đầu tôi nói tôi chữ con mẹ này. Tôi nói thẳng luôn chữ mẹ này không ngon làm năng tiền. Bữa nay chữ mẹ này đẹp chưa. Người quá trời áp đập. Yên tâm. Nay tôi chữ cho nó thấy. Tôi chữ cho con mẹ ngóc đầu mẹ lên không nổi luôn chứ đừng đó. Người gì mà bất nhân quá trời. Trước khi mà nói chủ đề đó cho em tâm sự mỏng của diện về. Hôm qua hôm kia em có coi cái chia sẻ của một cái chị fan ở trong Facebook của em. Thì cô hot girl bị nấn á. Đốt xe. Em coi em thấy cười quá. Là mấy trò con nít. Đốt lấy mẹ nó chiếc BMW. Thấy không? Con đĩ Phạm Minh Lưng này nè. Bóng dơ bóng sạch. Thấy không? Thì cũng không mắc ông mắc cha mày. Thấy không? Mày là cái thứ gì mà mày vô mày nói người ta nảy nọn kia hả? Mày sạch lắm hả? Sạch con gái mẹ của mày. Nghe không? Con đĩ Phạm Minh Lưng này nè đủ mẹ. Mày chích mẹ mày với tao à. Vô đây mà sủa bậy rủa bạ là mày thấy con gái mẹ mày à. Chứ đừng có ở đâu mất dạy. Tao tìm tới nhà mày bây giờ. Chó. Đợi chút đi.
Ok, bà con cứ yên tâm. Em ăn rồi, em lên em chửi cho nó thấy. Ác lắm. Dạ em chào chị Thảo. Lâu lâu mần cái môi vậy, mần cái mặt vậy. Nó thích hợp với cái chủ đề, đặc biệt là cái chủ đề mà anh này chửi cái con mụ đó đó, cái con quỷ yêu già đó, con mẹ già đó, mẹ già mà cái bằng là mẹ già ó đâm. Ta càng già càng đẹp, càng già càng dễ thương. Còn con mẹ càng già con mẹ càng lẫm quỷ lên. Mẹ làm quỷ làm yêu lên. Em ăn bánh ướt nè chị. Đó quá mà nước. Ôi con ơi, Tuyết Sơn Thị Hà, Hà Thị Tuyết Sơn, bà phân trần vậy mà con nghe được sao? Trời ơi, cái lời phân trần của con mẹ tao nói thiệt nha, hay nghe không có lọt lỗ tai chút nào chứ, thiệt. Nghe nổi con. Yên tâm, chia sẻ đông đông 1.000 cho bỏ xuống tôi nói liền. Trước khi rồi hôm em có thấy một cô hot girl nọ cách đây chừng vài hôm chứ chi. Cái bắt đầu bả nhào vô bả nói nè, tôi đốt xe nè, ngày ta xài 500-700 triệu tôi đốt xe đồ nãy kia kia nọ, tưởng sao ba đem chiếc Attila ra ba đốt. Trời ơi má ơi, cái chiếc Attila nó bây giờ nó trị giá dừng vài trăm ngàn à bà nội. Bà đừng có điên mà bà điên mà bà khùng khí chùa quá trời đi không. Bà nghĩ sao bà đem cái xe đó ra bà đốt? BMW đâu? Đi lăn SH đâu đem ra đốt tao mới sợ. Dòng cái thứ chưng cái xe. Ê, đốt xe đó để ta đốt như xe giấy đi, xe vàng mã có bộ còn ngon hơn à. Hả? Anh ăn mặn rồi. Anh chơi lẹt đó lâu. Trúng ngày ăn chay hôm nay hết ăn mặn. Sống trên đời để người ta dòm vô, người ta nói mình là con người, đừng để người ta dòm vô tao nói mình con yêu tinh quỷ quái được. Chào chị Thủy. Được hả? Đem ba cái xe vàng mã đốt tao bộ coi bộ còn ngon hơn đó con. Rồi còn với mẹ em ăn nữa, ăn đợi quý vị chờ đợi em cũng chịu. Em tô lại chút son phấn cho hai anh. Ngôi hồng hồng đẹp. Để môi trắng chạch thì kia. Bờ môi mọng lại rồi thấy chưa, từ từ bắt đầu dọn mỏ đây. Dạ kính thưa bà con cô bác khắp nơi gần xa thương mến, thì cái thời gian qua em có dòm ở trên cái Facebook, nó rộ lên cái vụ mặn con quỷ già con yêu tinh nhền nhện mày chặt chân con chó. Mà trời má ơi, con mẹ này làm như con mẹ là cái con dao của con mẹ tôi nói thiệt chứ quý vị nghe, đừng chọc tới bà.
chọc tới bà bữa nào bà thọc quyết hồi nào không hay. Thánh thần thiên địa ông nội mẹ ơi, tôi không ngờ đó trời. Thánh thần ơi trời, bà để cái chân con chó vô cái thớt, bà làm một cái phập, một cái đứt mẹ nó cái chân con chó luôn. Trời ơi, tôi coi tôi thiệt chứ gì. Ước sức tôi mà có mặt ở đó đó nha. Trời ơi, cái con mẹ này chết liền với tôi chứ không phải vừa. Con mẹ này chết chắc với tôi chứ không phải vừa. Dòng nha, kém gai nha, dòng mà tao nói tre nứa nha, dòng mà tao nói vậy dứa gai ngang tao tuốt mà banh hán chứ đừng giỡn với tao. Trời ơi, bà bất nhân gì mà bà bất nhân dữ thần ôn vậy trời. Con chó nó mận gì. Bà nói chứ nó đi qua nhà hàng xóm đó, nó ăn gà ăn vịt, rồi vịt gà ở nhà bà nuôi nó cũng ăn. Trời đất ơi, tôi nói bà nghe ăn gì. Nó là con chó, nghe không? Nó không có biết nghe, nó mới là con chó. Nó không biết nghe, nó mới là con vật. Nó đâu phải quỷ yêu như bà, nghe không? Phải chia con người. Tôi nói bà nghe, bà nói chứ bà lên mạng bà phân trần. Bà nói trời, tôi thương bà, tôi thương chó đó, tôi thương như con tôi vậy đó. Tôi thương nó dữ lắm. Tôi thương như con tôi, con cái mã mẹ bà chứ con. Bà nghĩ sao bà nói bà thương nó như con? Bà thương nó như con, bà nghĩ sao mà bà đem, trời đất mẹ ơi, bà chặt một cái phụp văng chân chó ra ngoài. Bà nói bây giờ bà muốn cho con bà sống, bà muốn con bà chết. Rồi giờ tôi chỉ bà về nè. Bà coi con gái của bà đó, nhỏ gái của bà, hai thằng con của bà đó, nó đi chơi bậy, nó đi lấy trai, thấy không? Nó lấy thằng này nó bỏ, nó lấy thằng kia nó bỏ đó. Bà sợ đi, bà thương nó giùm tôi một cái đi. Bà về bà thẻo chim mẹ nó đi, nghe. Chứ có ở đâu mà trời Phật ông nội ơi. Tôi coi hết sức bà rồi. Tôi coi tôi thấy thiệt trời, tôi coi tôi nóng hết sức. Tôi nói bà nghe, con chó nó là con vật, nó không phải con người. Nó không phải quỷ yêu yêu tinh như bà mà nói tiếng nó nghe. Bởi vì nó không nghe nó mới là con chó. Chứ nó nghe nó đâu phải con chó, nó nghe nó là con người rồi, nghe không? Bà đừng có bất nhân quá như vậy. Trời đất mẹ ơi, bà đây bà chặt chân chó hả? Bà nói chứ tôi thương nó lắm. Trời, tôi nói thiệt chứ quý vị nha, cái lúc mà bà chặt chân con chó đó, nó đau quá, nó la, nó rên, nó đi vòng 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 vòng. Bà cột nó lợi máu phúng ra, tao nói vậy minh mông linh láng. Rồi cái bắt đầu cái bà nói thà tao giết mày, tao hy sinh mày, chứ tao không để cho người ta giết mày. Thà bà để cho người ta giết nó tan thịt mẹ nó đi. Bà đừng có bất nhân quá. Bà hành hạ nó như vậy thì thôi chết rồi bà ơi. Trời đất ơi, tôi khuyến cáo với mấy bà con cô bác. Tôi khuyến cáo với bà con khắp nơi bữa nay chia sẻ cái live stream này. Mà làm ơn, mần ơn chia sẻ cho tới tai cái con mụ già đó, tới tai cái dòng họ, cái gia phả của bà, để bà nghe được cái lời nói của tôi. Tôi nhắn gửi lại với bà những cái lời tâm tư như thế này. Bà đó, con chó khi mà bà chặt chân nó, bà thấy không? Nó giận, mặc dù nó đau, nó chạy, nó la cẳng, nó đau, máu nó phun ra như vậy, nhưng nó vẫn dãy đuôi. Hỏi đi, con chó đó, bà nuôi nó đó, nó biết bà là chủ, dẫu cho bà có chặt chân nó vẫn không cắn bà. Bà thấy chưa? Còn bà là con người đó bà. Tôi không biết trong cái đoạn đó đó, tôi dòm chắc tôi quán đổi hình như con chó đó là con người, mà bà mới chính là con chó đó đó. Chỉ có dòng chó mới không có biết suy nghĩ, hay không? Dòng cái con gì á, chứ không phải con người. Tôi nói bà nghe, bà đừng có bất nhân như vậy, nghe không? Bà làm như vậy bà quá trời, bữa giờ nó không có ngay cái bữa chủ nhật thứ bảy. Bắt đầu tôi không có làm clip được, mà tôi thiệt với bà tôi bức xúc, tôi nói điều trời đất ơi, tao nói vậy máu vú, máu đít mà nó dồn lên tới não chứ không phải chơi. Bà ác quá trời, như vậy là không có được, nghe không? Rồi bắt đầu cái con nhỏ con của bà, nhỏ con của bà nó lên báo, nó đánh chánh gì chứ, nó nói má tôi thương nó dữ lắm. Tại vì nó đi ăn bậy, nó đi bắt gà bắt vịt của người ta. Trời đất ơi, vậy chứ bà không nghe người ta nói hả? Gia đình bà không nghe người ta nói câu là chó treo mèo phải đẩy.
dùng cái thứ bạc nuôi. Bây giờ nó nhắm, nó qua, nó phá làng, phá xóm, ha. Nó đi ăn gà, ăn vịt cổ người ta, thì bây giờ bà cột nó lợi. Nó, còn nếu không, nó giờ về nè, bà nhắm không được, phải không? Bà cho người ta nuôi đi. Bà cho người ta nuôi, bà đừng có nuôi. Trời đất ơi, bà nghĩ sao? Bà nghĩ người sao bà nuôi như vậy, rồi bà chặt chân con chó, tao nói phẫn nộ. Không phải dân Việt Nam phẫn nộ không đâu bà. Mà tao nói nghe vậy nước ngoài, nó phẫn nộ, tôi nói thiệt với bà nghe, ở đây đó. Chứ bà mà ở nước ngoài nghe, chúng nó còng đầu bà, nghe chưa? Rồi dân á, người dân á, nó đè, nó quánh bà xúc mầm bà. Chứ bà đừng có tưởng bỡ. Con người bà bất nhân thấy ghê. Ồ, đất ơi, câu like, câu ơ, còn cái vụ này nữa chứ. Cái thằng chó mà quay clip nè, cái thằng mất dạy chó đẻ nè, cái thằng mà trâu xanh mọi rợ nè, nha. Mày thấy bả chặt như vậy thì mày nhào lại mày can đi, không có, mày đứng mày quay clip, mày còn nói này nói kia, mày nói gì tao không nghe rõ trong đó, mà tao không cần nghe bị gì. Coi cái clip của nó quá bức xúc rồi. Chẳng những vậy đó, mà còn đăng đi lên trên mạng nữa, ha. Ông thà bây giờ cho ông chồng ông đập đầu đi, tôi nói quý vị nghe, thà quý vị cho nó chết đi, để quá kiếp cho nó đi, nghe không? Chứ đừng có phải mà làm như vậy, tôi nói bất nhân quá. Trời ơi trời, rồi bắt đầu hổm rài, tôi nói lên mạng bà ngồi phân trần. Bà nói chứ bây giờ đó, mà người ta mua con chó đó 6-7 triệu bà cũng không bán nữa. Đồ này kia kia nọ. Có người ta quay clip, cái bà làm gì bà thương lắm, để ăn đi con, ăn đi con, ăn con gái mẹ bà chứ ăn. Trời ơi, tôi xin lỗi quý vị, cho em xin một chữ như thế này, một phút em chửi mẹ này coi, con đĩ già. Con đĩ già ó đâm. Đĩ già khốn nạn. Trời đất ơi, bà nghĩ sao vậy hả? Trời đất ơi trời, coi mà nó nóng, cực kỳ nóng. Nguyên gia đình bà điều ác đúng rồi con. Nguyên gia đình bà không ai mà bình thường hết. Nguyên gia đình bà quỷ yêu, mà trong khi đó nè, không biết con gái hay con dâu của bà đang có bầu nha. Tôi nói cái này tôi không phải mà tôi bất nhân nha, không phải tôi hại, không phải mà tôi nói cái gì người ta nha. Nhưng nè, nè con ơi, mày đang có bầu đâu, nhỏ con gái, mày con dâu hay mày con tao không biết. Mà mày đang có bầu đó, coi chừng con chó đó đó, một mai mà nó chết đó ha, nó đầu thai thành con của mày đó, để cho mày biết. Rồi nó lên nghe, trời nó cười, nó chặt chân con đĩ già đó cho tao, con đĩ già mất dạy, con đĩ già chó. Mày còn, tao chửi mày chó như vậy thôi, chứ bà còn thua con chó nữa, bà biết không, con ngựa, ngựa già. Ba cây vàng mà bà không bán. Ba cây vàng khè hả? Ba cây vàng gì? Hả? Bán cho bà ba cái cù lâu vô chứ ba cây vàng. Con quỷ yêu. Mẹ coi mà nóng máu hết sức vậy. Con chó nó còn, đó cái lúc mà bà chặt chân nó, quý vị thấy không? Khi mà bà chặt chân nó, trời đó, câu thấy nó thảm não, nó buồn dễ sợ. Tôi nói máu nó phúng mà tôi nói đây linh láng. Tôi nói quý vị nghe, người ta thường nói câu vậy nè. Thà giết cho nó chết một quận thôi, nó không có đau đớn. Dòng cái thứ mà chặt để cho nó tật nó nguyền. Tôi hỏi chứ bây giờ nè, bây giờ gia đình của bà nhắm đi, mà tự nhiên có ai lại nói bây giờ nè, bà ác quá, tôi lỡ tôi chặt chân bà, thấy sao? Trời đất mẹ ơi, dòng cái thứ gia đình gì mà tao nói nó bất nhân, tao rủa tao xả chết nè. Vậy đó mà chừng báo chí đồ nó lợi, nó đăng mấy đứa nhỏ nó lợi, nó live stream này kia kia nọ. Johnny Huỳnh, chửi con đĩ chó là chửi ai? Giải thích cho kỹ. Chào Võ Minh Toàn, cưng khỏe không? Giải thích không kỹ là thấy con đĩ mẹ với tao nha. Trời đất ơi, bất nhân gì mà ác quá trời. Khi mà chặt có đứa có bầu á mà dám làm vậy luôn, không sợ quả báo. Trời đất ơi, nó sợ quả báo, nó đâu có mừng con. Đây bây giờ con chó nó sống nha. Bị gì bây giờ con chó sống bà nổi tiếng rồi ha. Con chó đó mà nó chết một cái đi rồi bà thấy cái cảnh nha. Tôi nói quý vị nghe, cái vấn đề Việt Nam mình ăn thịt chó nó không còn xa lạ gì nữa.
ai ăn chó mặc ai. Nhưng mà khi người ta giết, người ta nhúng nó một cái, nó ngộp thở, nó chết. Nha. Rồi bắt đầu thà cho nó chết một quận vậy đi. Nha. Chứ đừng có để mà nó chết lần, chết mòn. Nó chết tức, chết tuổi, nó chết trong đau đớn. Trời ơi, dòng chó quá chó. Trời đất ơi, giờ mình đang là con. Thấy không? Tất cả đều con, gì cũng là con người cũng là con. Nhưng con người, tại sao con người mà lại đi làm cái điều này? Tôi nói quá trời bất nhân. Ác quá bà ơi. Bà ác quá. Thấy không? Con đừng tức, con hồng qua. Việc nghe gì hai chữ là được rồi. Tôi nói quý vị nghe, đó là một trong những cái trường hợp mà bức xúc từ hôm bữa giờ. Tôi tức mà tôi nói trời ơi, bữa nay phải mà thứ bảy tôi lên clip liền, tôi nói liền cho bà con nghe. Tôi muốn lên clip liền luôn mà bị gì, thứ nhất là công chuyện nó cũng lưu sa bu. Thứ hai nữa, tôi nói quý vị nghe, khách của tôi, khán giả của tôi, bà con của tôi, ai cũng biết cái ngày lên clip của tôi là ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật. Cho nên tôi không thể nào tôi lên clip như vậy, tôi quá trời tức rồi. Mà trời đất ơi, mỹ ơi bà nói ha. Giờ gì nè, bà con làm ơn đi. Lê Minh Phát, biết rồi con. Dì hai biết là chó nó cắn gà, cắn vịt, bà chặt chân nó. Thôi thôi bây giờ như vậy nè, bà không có nuôi nó nữa thì bà cho người ta đi. Còn nếu không nữa, bây giờ ai giết thì người ta mang tội. Đập đầu nó chết đi, quá kiếp cho nó đi. Thà đập một cái bụp, nó vậy vậy mà nó chết một lần. Chứ trời đó coi chặt chân nó. Rồi bắt đầu nè, quý vị thấy không? Dì hai con nhớ nha, quá cảm ơn Trường Giang. Thì bắt đầu á, chặt chân như vậy, nó tật, nó nguyền, tội nghiệp. Thứ nhất, thứ hai nữa, trời đất ơi, nó đau đớn dữ lắm. Mà tôi nói nghe, chặt chân nó vậy rồi, liệu rằng nó có đứng chỗ không? Hay là nó vẫn tiếp tục nó ăn gà ăn vịt? Bây giờ mình nhắm một là nuôi nó được, cột nó lợi. Cột riết thì cũng quen thôi. Tôi ghét cái câu như vậy nè. Ông nhà tôi, ông không cho thả, ông không cho nhốt, nuôi là phải thả. Mà hãy thả rồi thì nó đi phá làng, phá xóm, nó đi cắn gà, cắn vịt. Thì bây giờ ráng chịu, thấy không? Ráng chịu, cột nó lợi cho tôi. Chứ có ở đâu mà bà làm cái kiểu gì kỳ cục vậy hả? Cái gia đình bà bất nhân, gia đình bà ác độc hả? Như vậy thì người ta đừng có nuôi. Bà đó, bây giờ đem bà ra, thấy không? Chặt chân bà, lắc vú bà, thấy không? Trời đất ơi, bây giờ không lắc vú, lắc cái hai cái đấm thôi. Bà thấy sao? Người phụ nữ có cái vú mà không có cái nấm, bà thấy sao? Con ngựa bà, con quỷ yêu, quỷ già chó ngựa hả? Quỷ già của hồn bất đản, âm binh không giật bà chết mẹ cho rồi đi. Chứ có ở đâu mà bà, trời đất ơi, nóng quá, nóng cực kỳ nóng luôn á. Ở đây nha, bà ở đây đó nha. Bà ở nước ngoài bà thấy một đĩ mẹ bà rồi. Cho mày, con người bà chó đẻ, người bà dạy. Trời đất ơi, coi mà nóng máu sức vậy đó. Nó chó ha. Bà nói nó đi ăn gà ăn vịt người ta. Nói nó không nghe. Nó nghe nó là con chó đâu má. Nó nghe nó đâu là con chó. Nó nghe thì nó là cái con gì rồi. Đâu phải là con chó. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ bà đang đứng khơi khơi vậy đó, rốt đầu ta lợi ta lắc cái hộp bà thấy sao? Hả? Sao? Lắc mẹ nó cái hộp bà thấy sao? Rồi nhét trái cherry vô bà thấy sao? Ủa lộn, cỡ bà là chỉ nhét hộp đậu thôi, bà thấy sao? Dòng quỷ yêu tôi giái trời nhan, bữa nào nhan đi đêm đi hôm, chặt chân chặt đồ nó nhan, rồi đi đêm đi hôm, bữa nào chó nó cũng táp một bữa, nghe không? Chó nó táp á, mà nó cắn chân cắn cẳng là cái chuyện xưa rồi. Nó cắn mà sứt cái mông của bà mới tởn. Tôi giái à, tôi giái trời à, bữa nào đi ban đêm nha, 11, 12 giờ đêm cầm cái đèn pin đi ngời ngời giữa đường nha, giữa lộ nha. Chó nó chạy ra nó phập mẹ nó cái ngã ba của bà cho bà, lúc đó bà thấy cái cảnh. Mừ ông trời cũng thấy nữa chứ đừng có nói ha. Ôi đất ơi, rồi bà sẽ thấy cái quả báo của bà nha, con đĩ già kia nha. Cả gia đình nha, cái con quỷ yêu mà cái con mà có bầu đó, cái con mà trời đất ơi, nó có bầu mà đi qua lợi mà nó chửi cái miệng nó thôi, không kéo da non, không biết ai làm gì mà nó, mà nó chửi quá trời chửi. Mà giờ sao, người ta thấy con chó chặt chân chặt tay vậy, ta ghét, người ta điện, ta chửi kiếm gì chân.
Mẹ bà tao không biết số, tao biết tao cung điện tao chữ nữa chứ đừng nói chuyện giỡn với tao. Đồ mất dạy. Mẹ tao giấy trời cho bữa nào à, đi ngang bữa nào đi mà tao nói vậy. Thiên Lôi Hà Bá nó kéo chân một bữa ngang. Trời đất ơi, đi giữa giữa đường ngang. Trời đất ơi, tao nói vậy sét đánh mà tao nói vậy cái mặt đen như Hà Bá. Thiên Lôi lúc đó chưa có tở cho con mẹ này nữa. Chó gì đâu mà bỏ ngang con quỷ già kia. Tôi truyền hồn báo danh cho bà biết nè, ha, một lần cuối cùng nha. Bỏ liền nha. Không có đem mà cấp độ 10 rồi hay gì hay là cái gì. Đừng có đem chặt chó nghe, thấy người ta lên người ta quay phim hoặc là người ta phỏng vấn cái làm bộ ăn ăn đi con, ăn ăn đi con, đụ ngựa gặp tôi mà ở đó là bà thấy mẹ bà với tôi. Trời đất ơi, nghe con chó nó cũng hiền đó. Gặp tao ăn ăn đi con, ăn đi con, hoặc tao cắn một cái cho sức tay, cắn một cái cho sức vú luôn chứ đừng nói chuyện giận mặt. Chó dòng mất dạy trần gian một mặt. Đồ chó đẻ, bà là con người đẻ bà ra mà còn thua con chó nữa. Mẹ gặp tôi mà ở đó tôi đập cho con mẹ già này săn dịch mẹ luôn chứ đừng có nói chuyện giận mặt. Rồi đó là điểm thứ nhất. Còn cái điểm thứ hai bữa nay muốn đề cập là cái này bức xúc bữa giờ rồi mà không có nói. Bây giờ hổm rày lên livestream kêu bằng là nói những cái vấn đề khác, cái vấn đề này lâu lắm rồi. A Phan, trước khi mà tôi chia tay với quý vị cho cái câu chuyện này để tôi tiếp tục cái câu chuyện thứ hai đó. Gửi lời truyền hồn báo danh cho nguyên một cái gia đình, cái con mẹ già. Cái con mẹ già mà quỷ yêu, con mẹ già mà tới nay vậy nghe Hà Bá Thiên Lôi hãm tét nách. Hãm tét háng này nè nha. Nè, làm cái gì cũng phải nghĩ đến cái chuyện quả báo nha. Tôi ngồi tôi biết tôi chửi ở đây đó là tôi cũng mang cái khẩu nghiệp, nhưng tôi quá trời tức rồi. Tôi quá trời bức xúc cho nên tôi ngồi để tôi nói nè. Trước tiên là tôi xin lỗi quý vị nếu hôm nay tôi quá trời nóng nha. Còn thứ hai nữa, tôi truyền hồn báo danh cho con ngựa già này biết nè. Làm ơn làm phước đi. Con bà hay không đang mang bầu đó, đừng để người ta coi vô clip, người ta rủa người ta xả chết đi. Người ta rủa người ta xả, trời đất ơi, đẻ con cái dị tật đó chứ đừng có giỡn nha. Đừng có để người ta rủa như vậy nha. Đừng có để người ta rủa như vậy là chết nghe không. Đó là câu chuyện thứ nhất. Còn câu chuyện thứ hai là vậy. Tôi nôm hòm lộn, nói chữ nôm nhiều khi bà con không biết, chỉ có bà con miền Bắc người ta biết chữ nôm. Còn nói tiếng Việt nó là vậy. Tôi thấy vậy nè, cái trụ ATM là một, cái nhà xe buýt là hai nha. Cái trụ ATM riết rồi nó giống như là một cái khách sạn nhỏ vậy đó, nó giống như cái khách sạn mini. Còn cái trạm xe buýt bây giờ tôi dòm thấy y như cái nhà vệ sinh công cộng vậy đó. Trời đất ơi, cái gì mà mất văn hóa, vô ý thức và bẩn thỉu tới mức độ vậy. Người ta có ngủ, tôi nói quý vị nghe, Việt Nam mình người lang thang cơ nhỡ còn rất nhiều, điều đó tôi biết, tôi đã từng đi giúp đỡ. Nhưng mà để cái trụ ATM của người ta thì làm ơn ngủ, người ta leo lên cái ghế xe buýt người ta ngủ không, leo vô cái trụ ATM bị gì sao, trong đó nó có máy lạnh, lạnh lạnh ngủ sướng. Leo vô trỏng trùm mền ngủ tỉnh bơ. Tôi nói bữa tôi vừa tháng cái két định vô rút tiền dòm, tôi nói hú hồn, bà mẹ nó định nhào vô rút tiền mà vừa mở cửa ra, trời đất ơi cái gì vậy trời, tự tính đâu ma quỷ hay là ai, cái bằng là tưởng đâu quỷ sống hay gì nhào vô chổng đặng chờ chực đặng giật tiền ta, trời đất ơi muốn chết được vậy. Tôi nói nè, đừng có vậy, thấy không, cái chỗ ví dụ mình có cơ nhỡ thì ai cũng vậy, cuộc sống mỗi người đều một số phận, mỗi người đều mang một cái số kiếp, không ai muốn mình nghèo mình khổ, không ai muốn mình phải ngủ đầu đường xó chợ. Nhưng tôi thấy như vậy nè, có nhiều người rất là ok quý vị, không chỗ ngủ leo lên cái băng ghế đá ngủ, không chỗ ngủ leo lên trên cái ghế, mà trên cái ghế ở trên kia bằng là ghế xe tu bích á, leo chỗ ngủ đó. Đừng có chui vô trong cái thùng ATM của người ta, chỗ đó chỗ người ta rút tiền, cái phải chỗ khách sạn mini của mấy má mấy ba mà nhào trong đó ngủ là tuyệt đối không nên. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là vậy, nhà vệ sinh công cộng bây giờ nó thiếu gì, tại sao không vô đó mà đi, ha không?
Mà tao nói vậy bữa hổm tôi về đâu đâu có tối gì, bữa đó chừng 4-5 giờ chiều hà. Mà tôi nói tôi đang đừng dừng lại, tôi nghe điện thoại tôi dòm trong trời đất ơi. Cái thằng đó tôi nói người dòm cũng lịch sự lịch sàng, người dòm cũng tươm tất lắm mà dạch ra đáy tỉnh bơ mấy má. Sao hả? Sao kỳ á? Ừ? Nhà vệ sinh đâu? Vô trong đó tè 500 ngàn chứ gì, giờ chừng 2 ngàn, không lẽ bây giờ 2 ngàn mà tiếc hả? Nghĩ sao vậy? Ăn bận cũng quá trời lịch sự, nghe không? Quần cũng bỏ áo, ăn tơ ni đồ đàng hoàng, mang giày mang ơ. Nghĩ sao mà đu vô đó đáy tỉnh bơ vậy cha? Bữa nào mà tao đi ngang tao thấy đáy dòng đá tao chọi thấy mẹ bữa gắn chịu à. Mất dạy. Trời đất ơi, nhỏ nhắc mới nhớ nè. Chưa kể mấy má bán hàng rong, bởi vậy nhiều khi nói ra mấy bà nói tôi bất nhân, hoặc là người ta đuổi cái rủa xả, người ta nói trời đất ơi tôi buôn bán mà, tôi buôn bán lề đường, trời ơi tôi kiếm sống hàng ngày này kia kia nọ. Không ai cấm mấy bà buôn bán, không ai cấm mấy bà kiếm sống, luật pháp không cấm điều đó. Nhưng mấy bà làm ơn, mấy bà buôn bán cũng phải có trình tự. Mấy bà bán lề đường, bản thân tôi cũng là cái người rất thích ăn đồ lề đường. Bởi vì ngồi ngoài lề đường đôi khi á, mình ăn cái tô hủ tiếu, tô bún nó mắc hơn trong nhà hàng nữa đó. Nó mắc hơn nhưng mà nó có cái cảm giác ngồi ở ngoài đường ăn nó thích thú lắm. Đó là cái nét văn hóa ăn của người Việt Nam. Hay nói đúng hơn là cái nét ẩm thực của người Sài Gòn xưa và nay. Người ta bán lề đường nó rất ngon, nghe không? Trời đất ơi, bán lề đường thì thôi đi, không có. Mấy bà bán thì tôi không nói chi. Không có đâu mấy bà tờ ơi. Tôi nói nào là thùng, nào là chai, nào là lọ, nào là chén, nào là bát. Mấy bà giục mẹ vô trong cái thù, cái trụ ATM của người ta. Trời đất ơi, cái chỗ đó đâu phải cái chỗ mà cái nhà bếp của mấy bà. Bởi vậy nhiều khi người ta đuổi đó. Nói làm sao, tại sao người ta đuổi? Mấy bà buôn, mấy bà bán, mấy bà kiếm sống. Ai cũng kiếm sống hết trơn. Không ai mà không kiếm sống mà mấy bà đem mấy bà vậy là chết rồi ha. Không có nên như vậy. Tôi khuyên cho mấy bà đó, đừng có bao giờ làm cái chuyện đó. Không, cái chuyện đó là cái chuyện không bao giờ trúng. Chuyện đó là chuyện trật. Cái trụ ATM tôi nói mấy bà nghe, giờ bây giờ người ta muốn vô người ta rút tiền cũng đâu được. Mấy bà sấn ba cái đồ vô đó hết rút tiền chỗ nào. Mà trong cái đó người ta đang cần tiền. Rồi bắt đầu những cái chỗ mà ngân hàng người ta quản lý, người ta lợi đó, ta thấy vậy ta đuổi mấy bà ra. Cái mấy bà rủa xả ta, mấy bà nói người ta bất nhân, mấy bà nói người ta không có tình người. Tôi không có bên ai, tôi không có bỏ ai chứ. Tôi nói công tâm hai bên nha. Tôi nói công tâm vậy đó. Còn nè, còn cái thứ hai nữa là cái nhà vệ sinh ha. Cái này bởi vì nhiều người nói trời ơi ước gì Việt Nam mình bằng với là nước ngoài, trời đất nước người ta đẹp, ta sạch sẽ quá. Cũng nhờ mấy bà đó, cũng nhờ mấy má đó, ăn cái bịch dục ra ngoài đường, ăn tao nói trời đất ơi, đứng ở trên tao nói nghe, xã hội bây giờ nó thấy ghê lắm. Nó quá trời ghê. Mấy bà mơ ước thì mấy bà phải, tôi nói mấy bà nghe, một người một cây làm chẳng nên non, một rừng chậm lại mới nên hòn núi cao, thấy không? Mấy bà luôn muốn Việt Nam sạch đẹp, mấy bà muốn ở ngoài đường không có rác, mấy bà muốn ở ngoài đường không hôi không thối. Thứ nhất, mấy bà mấy ông làm ơn, có đái có ỉa thì có nơi có chỗ, thấy không? Ăn thì cũng phải có nơi có chỗ, mà ỉa đái cũng phải có nơi có chỗ. Tôi nói trai ngang, mà cái này tôi phải nói trúng như vậy để cho thấu vô cái tai, mà cái tai mà ốc ác không có như mấy má này, thấy không? Cái lỗ tai cây của mấy má này, ỉa đái ngoài đường không thì làm sao mà sạch đẹp được. Còn ăn uống thì dục tứ lung tung ngoài đường, còn chưa kể mấy bà cô nội tôi cố tình dục rác ngoài đường nữa chứ. Trời đất ơi, cầm bịch rác lén lén không ai dục cái phạt. Lén lén không ai dục cái phạt. Ủa sao kỳ vậy? Mấy bà biết không? Mấy bà biết sạch sẽ trong nhà của mấy bà thôi. Chứ mấy bà đâu có biết ngoài đường rác rến nó làm sao, nó khó chịu cỡ nào, không? Rồi chưa kể vậy nữa chứ. Nhà mình rác không dục đâu, đem lợi nhà ta dục không à? Ủa sao vậy? Nhà mấy bà biết sạch tại sao mấy bà không biết giữ sạch sẽ cho nhà của người ta? Hả? Mấy bà không biết giữ sạch sẽ cho phố phường của người ta? Trời đất ơi, rác mấy bà dục tới tấp. Quét cũng vậy, rồi hốt cũng vậy, dục ta nói dục giải vô nhà người ta. Rồi dục ra đường, mấy bà chỉ biết sạch trong nhà của mấy bà thôi. Bởi vì tôi nói cho mấy bà nghe nghe, mấy bà không bao giờ. Bởi vì tôi nói nhiều khi không phải mình quơ đũa cả nắm, chứ nói thiệt mấy cái người này, mấy cái ngữ người này không bao giờ mà có được mà những cái ý thức
Con người có ý thức thì không bao giờ người ta làm điều đó. Tôi nói thẳng câu gì? Thứ nhất, rác. Bây giờ nè, cái internet đồ này kia kia nọ nó dữ dằn lắm. Những đặc biệt là những người fan của tôi, những người mà nghe tôi nói chuyện ở trên Facebook, ha, là những người mà kêu bạn là có đủ thành phần hết, giàu có, nghèo có, cao cấp có, sang trọng có, bần cùng có, cỡ nào cũng có hết. Họ thương tôi, nghe không? Thì bây giờ tôi nói quý vị nghe, làm gì cũng vậy. Ok, Nguyễn Tuấn Kelvin, làm cái gì cũng vậy, đục nguyên con mèo. Còn cái này nữa nè, mấy bà làm ơn mấy bà. Còn cái vụ này là mấy bà tàn nhẫn nhất nè. Mèo ở trong nhà chết, chuột trong nhà chết, người ta gói kỹ lại, ta bỏ thùng rác ta dục, không có dục giải ra đường. Mấy bà dục ra đường như vậy là mấy bà ác lắm mấy bà biết không. Mấy bà dục như vậy nó không hôi không thúi trong nhà của mấy bà, nhưng vô tình người ta chạy xe, người ta cán lên con mèo đó, người ta cán lên con chuột đó, người ta ngã xe, người ta chết. Mấy bà thấy sao? Mấy bà vô tình, mấy bà ăn chay ăn lạc, mấy bà tu tâm dưỡng tánh lợi đi, chứ mấy bà làm vậy tôi nói thiệt, vô tình mấy bà không trực tiếp, nhưng mà mấy bà đã gián tiếp giết người mấy bà biết không. Trời đất ơi, chó mèo chết ta gói kỹ trở lại, ta bỏ trong thùng rác, nhét xác nó xuống, ngày mai sáng có xe rác người ta đổ, thấy không, người ta sẽ phi tan hết. Mấy bà để chi mà mấy bà bất nhân, mấy bà ác độc, thấy không, mấy bà vô nhân đạo tới mức độ mấy bà dục giải ra đường. Rồi bây giờ con chuột, bây giờ tao ở Sài Gòn mà chuột, tao nói chuột cống, con nào con nấy ra bự của con mèo nữa. Bây giờ mấy bà dục giải ra ngoài đường, người ta chạy lên con chuột con mèo nó bự lắm chứ đâu có nhỏ, ha, nó chạy lên nó trơn một cái rồi, có phải bất nhân không, có phải ác không? Đừng làm vậy, tồi lắm, tôi nói thiệt, đừng làm vậy, ác dữ lắm. Cho nên tôi nói bà con nghe, mình sống trên cuộc đời mà này đó, mình hãy làm sao, bởi vì sao, mình có tay có chân có đầu óc, bởi vì mình là một con người. Đừng bao giờ những cái tứ chi đó để làm gì, để gắn chơi trang trí chứ không làm gì được hết. Đừng nên vậy, thấy không? Phải để đầu óc, tất cả mọi thứ tứ chi nó phát triển một cách bình thường, và hãy để cho nó kêu bằng là sống. Mình phải có một cái ý thức rõ ràng, phải có một ý thức minh bạch, để chi, để đừng bao giờ mà bất nhân như vậy, ham, để đừng bao giờ mà ác quá. Quý vị thấy không, quý vị dục con chó, dục con mèo ra đường, nhưng rồi cuối cùng người ta bị cái gì ngoài đường là vô tình quý vị là người, vô tình quý vị là người gián tiếp đã giết người, quý vị biết không? Trời đất ơi, bỏ liền cho tôi nha. Còn cái này nữa nè, cái là quan trọng nè. Ngày hôm qua hôm kia tôi ra tôi mua trà sữa, tôi uống một cái quán trà sữa rất nổi tiếng. Thì cái tình hình vậy mà tôi thấy tôi thất cừ. Tôi nói nhỏ có, lớn có, đi tôi nói ngời ngời, ăn mặc cũng lịch sự, dòm thấy cũng coi bộ người cũng tử tế. Mà vậy trời ơi, đối xử không tử tế chút nào. Cái văn hóa xếp hàng đã từ lâu Việt Nam người ta đã du nhập vô rồi, mà tại sao vậy? Vô tự đâu an thù sấn vô, ta đang xếp hàng dài thòn, mắt nó làm như nó để dưới đít hay gì, hầm mắt nó giấu trong háng mày anh rồi nó không thấy. Người ta lợi người ta xếp hàng, tự nhiên nó đâu, nó an thù nó sấn vô, nó nay cho tương ly trà sữa gì đó. Cái mẹ bán, con mẹ mà đứng bấm bấm, mẹ nói dạ anh vui lòng xếp hàng. Tôi nói nó bánh ơi, nó nói sao không, thôi còn dài quá tôi không xếp. Nó anh không xếp thì tôi mời anh ra ngoài. Có nghĩa là người ta khẳng định người ta không bán luôn đó. Xếp hàng là cái gì? Xếp hàng là một cái văn hóa, một cái lịch sự ở nước ngoài người ta sử dụng mấy chục năm nay rồi. Ở Việt Nam bây giờ sau này mọi người mới du nhập nó vô, để mà kêu bằng là mình sống theo cái kiểu hiện đại. Thì trên cơ bản hiện đại thì mình cũng phải biết xếp hàng là gì. Mày không phải ông nội người ta, thấy không? Trời đất ơi, cỡ nhưng mà những ông lớn đó bữa giờ báo chí ta đang thấy không, ăn cơm này kia nọ là phải xếp hàng chứ không phải khơi khơi đó. Người ta như vậy đó, còn mày thấy không, vô mua con ly trà sữa làm nhung câu nội người ta, ta ghét đâu bán nữa, không xích ra tung bán. Còn hồi bữa nói cái vụ mua bán cũng vậy, gì cái thằng chó kia, cái hôm mà tôi live stream tuần rồi tôi chửi đó bà con nhớ không, thì bắt đầu tôi chửi xong rồi cái bắt đầu tôi vừa ốp máy có thằng chó kia điện cho nó nói alo, dì hai hả, bà bán bà khía phải không? Tôi nói đúng rồi, có chuyện gì không? Mua mấy ký?
À, bà bán ba khía rồi bà có bán thêm gì không? Tôi đâu có bán ba khía, tôi kể ra những cái mặt hàng của tôi bán, tôi kể rồi tùm lum tùm la hết. Cái tôi nói mà lúc đó tôi đang bận công chuyện, tôi nói giờ tôi mới live stream xong, bây giờ tôi đang chuẩn bị tôi bôi mặt để tôi đi công chuyện. À, bà bán buôn kỳ vậy? À, bán buôn gì mà ta hỏi không trả lời? À, bán buôn gì mà chảnh chó vậy? Này kia cái đó. Tôi nói nè, trước tiên là tôi khuyến cáo đừng chửi, bởi vì sao? Chửi không lợi tôi, đừng chửi, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tôi buôn bán tôi quá lịch sự, tôi quá trời lịch sự. Là nghĩa là sao? Có nghĩa là điện thoại vô tôi nói rất rõ ràng bây giờ mua cái gì. Nếu không tin thì quý vị ơi, có rất nhiều những khách của tôi họ vô họ hỏi và tôi đều nói một câu rằng dạ anh chị cô chú dì bác mua cái gì rồi. Ok, bây giờ tôi đã tiếp nhận cái đơn hàng rồi, nhưng mà làm ơn làm phước nhắn tin vô giùm cho tôi một cái để anh chị biết không. Công chuyện tôi một ngày lu bu mà tôi đang ngoài đường, tôi đâu có cái gì để tôi ghi lại, đâu có cái gì tôi chết lại, thì làm ơn nhắn tin. Khách hàng của tôi rất dễ thương, họ cực kỳ dễ thương, họ điện vô họ nói à tôi mua vậy, dạ cảm ơn, dạ làm ơn nhắn vô. Ok, để tôi nhắn nhắn tin qua, tôi nói rõ luôn, nhắn tin qua tôi không trả lời lại đâu. Bị gì, bị gì biết sao không? Không phải chảnh mà là trên cơ bản cái điện thoại một ngày tin nhắn của tôi không biết bao nhiêu tin nhắn, mà bây giờ tôi mở cái tin nhắn nó ra tôi coi rồi thì tất nhiên tin nhắn nó không còn sáng đèn nữa, nó không báo mình có tin nhắn nữa, thì đồng nghĩa với cái việc rằng là như thế nào? Có nghĩa là tin nhắn nó bị trôi và tôi không thấy tin nhắn đó để tôi check lại mà tôi gửi hàng cho bà con cô bác. Cho nên tôi trước khi ốp máy tôi đều nói câu này, dạ em không trả lời lại đâu nha, để em để tin nhắn đó để cho nó sáng, để khi em chuẩn bị em ship hàng thì em còn có tin nhắn để mà em ship hàng cho mọi người. Thì bắt đầu có nhiều người lịch sự con nó ra đó, trở về cái thằng chó đó, cái tôi nói là bây giờ trên cơ bản là bây giờ gì gì đó 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 bắt đầu chính trẻ. Ê, trước tiên là tôi nói chuyện rất lịch sự, tôi nói à bây giờ cưng muốn mua cái gì, cưng nhắn tin vô giùm cho hai, rồi cưng này kia cái nọ, cưng cho cái địa chỉ cho hai để mà hai ship hàng tới tận nơi. Thưa quý vị, em nè, em là có một đầu và hai cái tay, hai cái chân, một cái miệng, tất cả em mỗi trên cơ bản em là một cái giống quý vị. Em không có ba đầu sáu tay thì tất nhiên là trong cái cuộc sống mình làm ăn thì đôi khi mình cũng sẽ có những cái mà nó kêu bằng là bất cập. Bất cập nghĩa là gì? Đôi khi mình sẽ quên trước nhớ sau. Thì làm ơn làm phước giúp tôi, thương tôi bằng cách là ăn cái gì nhắn tin vô để tôi thấy tin nhắn nó sáng để tôi ship hàng cho, chứ đừng chửi tôi ha. Rồi chửi tôi, ê nhắm chữ lộn lợn không? Tao chấp ba nhà mày, ba họ nhà mày cũng không chữ lộn lợn tao nó chở đó. Tao biết bây giờ mày đang coi trong cái livestream này nè nha, thì tao chấp ba đời mày mày cũng không chữ lộn lợn tao đâu nha. Cho nên đừng bao giờ vô chữ, cái ngữ đó là cái ngữ phá, cái ngữ đó ngữ phá chứ đâu phải là cái ngữ mà muốn vô mà đặt hàng đồ đàng hoàng, thấy không? Coi chừng nha, coi chừng à, bữa nào thấy bà cô nội với tao chứ đừng có chuyện giỡn nè. Hiền thì cũng rất hiền nha, hai hiền thì hai cũng rất hiền, hai tử tế thì hai cũng rất tử tế, nhưng khi mà má mà điên lên một cái rồi ngăn mụ nội tụi con cũng đổ chú khô, đừng có bao giờ vô chữ má nha, đừng có bao giờ mà vô này kia kia nọ chứ má. Má nói thẳng với tụi con nha, hai con mắt để đâu dưới háng con ơi, nó lấy quần lấy áo nó che lại rồi, nó đâu có thấy, nó đâu có nói cái gì. Ôi đất ơi. Rồi nè, còn cái giày nữa nè, hút thuốc. Tôi hỏi mấy ông mấy bà vậy chứ cái khẩu hiệu người ta ghi rõ ràng, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Thì cứ coi như mấy cha mấy mẹ ghiền đâu từ hồi đời nào không nói, thì thôi ok, ghiền có quyền hút, nhưng hút thì cũng phải đúng nơi đúng chỗ, nghe không? Hút thì cũng phải như thế nào. Trời đất mẹ ơi, hổm đây cũng tôi ngồi chung với ba bốn người bạn, trong đó phụ nữ có và đàn bà có thai và phụ nữ cho con bú có, ngồi hút thuốc phà vô bàn người ta tỉnh bơ rồi mấy má ơi, nhẹ nhàng lịch sự, anh ơi bên bàn em có phụ nữ nhỏ này đang có bầu, anh thông cảm giùm em nha. Ngồi tỉnh bơ mặt trơ trơ hút tiếp.
Cái tôi qua tôi nói anh ơi, bàn tôi có phụ nữ, nhỏ nữa có bầu, anh hút anh là bân anh phà lợn trước giùm tôi chứ. Giận ngồi hút, kêu tiếng anh là nó lịch sự, chứ kêu bằng thằng bị gì nhỏ xíu à. Giận ngồi hút, trời đất má ơi, tôi sùng bố dòng nguyên cái bộ bảo hiểm tôi qua tôi đập lên bàn một cái đùng. Tôi nói mày muốn gì? Tôi có bữa đó nói nào nghe, tôi có chữ bậy đó, tôi có chữ thề đó. Thì bắt đầu hai ba thằng sấn vô, tôi nói ở đây bị gì quen mà. Có nhà bạn, bạn tôi quen bị gì ngồi trước chỗ nhà nó. Trời đất ơi, ở trong nhà nó úa ra, nó quánh hai thằng mập mình luôn, tôi phái, tôi cười hoài luôn. Cho mày hết láo, cho hết láo chứ gì chân á, nghe không? Đã người ta nói rồi, người ta nói ở bên bàn, người ta rất lịch sự, tôi nói ờ, cưng ơi, ở bên bàn có phụ nữ, phụ nữ có bầu. Không, bắt đầu tôi yêu anh chứ. Anh ơi, bên bàn phụ nữ có bầu nha, anh hút thuốc anh làm ơn anh phà lần trước dùm cái. Không, tỉnh bơ hả? Trơ trơ hả? Nó làm như nó cha thiên hạ vậy đó. Hầu đó cơ bữa quánh mà cho nó đã tay hết sức. Hên á, là bữa đó tôi không có cái điện thoại, tôi nó không có mạng. Bữa đó mạng nó chạy chậm, tôi không có quay hình, tôi không có livestream. Trong cái lúc đó nóng quá rồi, nó không có biết cái gì nữa rồi. Phải chi tôi livestream cho mấy bà coi. Ôi ơi, muốn chết được luôn vậy đó. Hầu ơi, tôi nói hen bởi vậy. Đi ra đường á, đừng có làm cha. Làm cha bị quánh có ngày, nghe không? Mình sống mình phải ôn hòa. Thứ nhất, đó là cái lịch sự. Cái đó cái là lịch sự, cái đó cái là kêu bằng là cái gì? Cái văn minh của mỗi con người, không có riêng ở nước nào hết. Nhưng cái văn minh không có, lịch sự nó không. Đừng có dùng cái từ là ơ Việt Nam không sao, không có văn minh không có đâu. Không không không, tôi không nói, tôi không đồng ý như vậy. Việt Nam bây giờ rất văn minh. Và cái văn minh hay không là tùy ý thức của mỗi con người. Đừng có quơ đũa cái nắm, tôi không chịu. Tôi không bao giờ tôi chịu. Mạnh ai có cái người đó nói nấy, chứ không phải mà ai cũng như nhau. Cho nên đừng bao giờ quơ đũa cái nắm, tôi không chịu. Nè, hay không? Rồi, cảm ơn quý bà con khắp nơi đã thương yêu trong suốt thời gian vừa qua. Ủng hộ dì hai rất nhiều trong những sản phẩm. Đó, nhưng mà nói nạo ngay. Hằng ngày live stream quảng cáo đồ ăn. Nó vừa dùng cái từ quảng cáo thì nó cũng không trúng nữa. Mà cái này là giới thiệu. Bị gì sao? Thì mình bán cái gì mình giới thiệu cái đó cho bà con người ta ăn vậy thôi. Những người ta thương mình, hoặc là bây giờ mình bán những cái đồ ngon thì người ta thấy uy tín, người ta ăn vậy thôi. Vậy đó, nhào vô chữ thôi. Trời đất, cứ gì kia vậy? Ừ? Thôi thì giờ sẵn cái clip này không mấy giờ dày đi. Cũng như tháng 7 nó cũng qua rồi, cái câu này quen thuộc lắm, nhưng ăn gì tôi cúng nha. Chứ đừng chữ, đừng rủa, đừng này kia kia nọ nữa. Này kia kia nọ nữa là thấy con gái mẹ nha. Tôi chữ chết, tao nguyền, tao rủa, ba đời tụi bay ngóc đầu không thấu nha. Nha, đừng có nói mà vô mà này kia kia nọ. Còn cái thứ hai nữa, tôi cũng khuyến ba cáo bà con hổm rài quá trời rồi. Cái Facebook của tôi bán hàng ở Việt Nam, tôi không có đại lý. Mà tại sao mà cứ mua chỗ khác, nó nói nó đại lý của tôi. Mua cái chỗ đó cho đã đời, cái đồ không phải, nó không có khế. Cái đầu vô cái hỏi tôi chứ bộ gì hai có đại lý. Ủa tại sao trước lúc mua không hỏi tôi dụng cái đi. Còn mua lộn rồi, mua trật rồi, đầu nhào vô. Nghe không? Nhào vô mà hỏi tôi. Trước khi mua, biết cái Facebook của tôi thì hỏi bà hai ơi. Mà cái chỗ này nó nói nó bán vậy phải không? Tôi cũng muốn mua đây nè. Nghe không? Mà tại sao bà này kia kia nọ rồi, tại sao không hỏi? Mà chừng mua rồi về ăn không phải đồ của tôi rồi, đầu mới hỏi. Ủa cho sao kỳ vậy? Sao tôi chỉ mua mà này không giống? Trời ơi, sao giống được? Không có giống. Tôi nói quý vị nghe, chỉ có một mình ở Việt Nam, chỉ có một mình Facebook của dì hai mua giày. Số điện thoại 0932075277, hoặc là lấy cái số điện thoại đó tìm ra cái Facebook của dì hai, vô đó đặt hàng ăn nha. Đồ ngon, đồ chất lượng, chứ không phải là đồ thúi, đồ này kia kia nọ, nghe không? Đó là cái điểm thứ nhất. Còn cái điểm thứ hai nữa, tôi chỉ có 3 đại lý hiện nay trên 3 nước, đó là Đài Loan, Hàn Quốc với Mỹ. Hết 3 nước thôi. Và các đại lý đó là họ bán đồ của dì hai đem từ Việt Nam qua. Họ không dám làm tầm bậy, họ không dám bán tầm bậy. Và đặc biệt là tôi đóng gói sao, họ đem về bển họ bán y như vậy.
không sai một ly nào hết. Cho nên quý vị cứ an tâm mà đặt hàng những cái đại lý đó. Còn những cái chỗ nào mà nó lấy gì, nó lấy này kia cái nọ gì của tôi là không phải nha. Không bao giờ phải là của dì Hai Môi Về. Mười dì Hai Môi Về chánh cống để tôi đưa cho quý vị coi nè. Đây, trà bông cá, trà bông cá, trà bông gà ha, mắm ruốc, đây tất cả mọi thứ tôi đóng hàng là cái nhãn hiệu nó như thế này. Đây quý vị, đây rất là ngon và hợp vệ sinh. Ở trong này có cái siêu, bên cạnh đó trong này có một cái bao ni lông để là cho quý vị đi qua Mỹ nó không bị đổ đó. Cái này là mắm ruốc 240.000 một ký. Đây là mắm ruốc tôm khô, đặc biệt là pha với nước dừa tươi, không pha nước lạnh. Và đây là chà bông gà 850.000 ký. Đặc biệt nha quý vị, đây là gà ta, gà ta, gà thả giường chứ không phải là gà Mỹ nha, rất ngon. Đây là chà bông cá lóc đồng, quý vị thấy cá lóc không, rất ngon nè, rất ngon, đóng gói cẩn thận, hút chân không, rất ngon và rất đẹp, rất chắc chắn, mang đi đâu cũng được hết, mang đi Mỹ, đi tất cả các nơi trên thế giới đều được. Và đặc biệt bà con cô bác khắp nơi, đặc biệt là cái này, bà khía bên này hết rồi. Với lại cũng xin cáo lỗi quý vị là từ sáng giờ công chuyện em tôi nói nó lu sa bu hết, em chưa có check được những cái order của quý vị ở trên cái Facebook, đặc biệt là ở trong cái số phone luôn, chưa có check được một cái order nào hết. Nhưng mà hứa với quý vị là ngày mai tôi còn đi quay một ngày, tôi quay chương trình xong rồi tối tôi về, tôi lại tiếp tục tôi về Bến Tre để tôi làm hàng, để ngày thứ hai tôi có hàng tôi đi giao đi Hàn Quốc, và đặc biệt nữa là giao cho bà con khắp nơi ở Việt Nam đặt hàng. Bữa giờ rất nhiều mà chưa có giao được cái đơn nào hết, đợt hàng nào lên cũng đều hết đợt đó, không có còn. Cho nên là rất cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã ủng hộ dì Hai trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là những clip mà dì Hai chia sẻ trên Facebook của mình và những cái món hàng mà dì Hai gửi đến quý vị nè. Sản phẩm làm quý vị thấy chất lượng không? Đó, đây, hút chân không hẳn hồi. Đây là màng co. Quý vị biết mỗi một lần mà mua mà đồ đóng gói không là mấy triệu bạc. Cho nên là quý vị ơi an tâm, máy móc là sử dụng máy móc tối tân đồ để hút chân không để làm hết, rất ngon. Đây là chà bông cá lóc đồng 2 triệu một ký. Đây là cá lóc đồng nha quý vị, không phải là cá lóc nuôi. Cá lóc nuôi ăn rất là không ngon mà nó tanh cực kỳ. Cho nên bạn nào yêu thương dì Hai cảm ơn quý vị rất nhiều lắm. Trong coi như là có nhiều ngày mà tôi lên livestream mà tôi chưa livestream kịp đó, coi như là nhắn tin, điện thoại trực tiếp này cái nọ để hỏi là dì Hai em đã có livestream không, dì Hai có lên Facebook không này cái nọ. Dạ cảm ơn rất nhiều. Có những lúc mà giống như hồi nãy có một fan gọi vô mà quý vị biết là do là lúc đó tôi đang make up cho nên tôi không có nghe điện thoại được, đang make up để chuẩn bị là quá trang để lên gặp gỡ gì cho nên không có ra là được, thì tôi sorry quý vị rất nhiều. Và đặc biệt quý vị thương yêu tôi, thương yêu khắp nơi, bà con không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, cộng đồng người Việt rất thích dì Hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều, một lần nữa cảm ơn chân thành, cảm ơn rất nhiều luôn. Và cái thứ hai nữa, cảm ơn quý vị đã ủng hộ sản phẩm của dì Hai trong suốt thời gian vừa qua. Và thưa quý vị, đảm bảo sản phẩm của dì Hai nói không với bột ngọt, nói không với hóa chất. Đồ ở đây làm là đồ rất là chuyên nghiệp, đồ tươi, đồ ngon. Giống như hôm bữa có một fan, có một khách hàng nọ order xong thì nói dì Hai ơi, cái đợt này tôm khô bà mua ngon quá, con nào con nấy nó bự mà tôi nhai mỏi miệng quá. Tất nhiên là người ta nói chơi với mình, ta nói vui thôi, nhưng mà thật sự người ta đang khen. Thưa quý vị, mỗi lần quý vị khen đó là một cái động lực, quý vị chê, quý vị góp ý đó là một cái kinh nghiệm để mà tôi làm cho nó hoàn thiện hơn. Nhưng bên cạnh đó, khen vẫn nhận, chê thì phải xem xét lại, xem quý vị chê vậy đúng hay trật, xem quý vị chê vậy nó như thế nào. Tôi trật, tôi là cái người biết mà, tôi dòm thấy tình hình hết. Cái nào trật, tôi nhận lỗi về mình và tôi khắc phục nó. Cái nào tôi ok, tôi trúng mà quý vị nói không, tôi vẫn để bình thường. Bởi vì ý kiến là ý kiến. Trời đất ơi, người ta nói 9 người 10 ý, theo hết ý mấy bà chắc tôi sạc nghiệp tôi quá. Trời đất ơi, đâu có được. Tôi nói cái nào trúng tôi nghe, cái nào trật tôi nghe. Tánh tôi vậy, tôi buôn bán nào giờ cũng vậy nữa. Ai đàng hoàng tử tế tôi bán cho ăn. Ai mà cà chớn vô này kia nọ, ê, buôn bán tôi cần khách lắm quý vị. Buôn bán tôi rất cần khách, nhưng mà vô cà chớn là không nha, no never nha, miễn tiếp nha. Ở đây không phải mà đồ hư đồ thúi mà cần đâu, mà năn nỉ không có. Người nào đúng, người nào đàng hoàng, người nào tử tế, ok, trời ơi, welcome. Còn người nào mà cà chớn, oh no, tiễn khách liền. Chứ tôi là chợ bán đồ, ai nói chảnh tôi chịu, nhưng đó là cái cá tánh của tôi. Bởi vì đồ tôi đồ ngon,
đồ tôi đàng hoàng, đồ tôi tử tế, tôi không sợ ai chứ, tôi không sợ tay nào chứ, nha. Rồi, cảm ơn quý vị một lần nữa. Làm thế nào để mua được hàng của dì Hai? Liên lạc cho dì Hai ở số điện thoại 0932075277. Nhắc lại nè, 0932075277 hoặc liên lạc ở Facebook. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã yêu thương, ủng hộ cho dì Hai trong suốt bao nhiêu năm qua. Ở cái clip mà dì Hai ship toàn quốc Việt Nam, cho nên ở đâu cũng ship được hết. Coi như là ủng hộ dì Hai ở những sản phẩm của dì Hai, những clip dì Hai chia sẻ hàng tuần. Và thưa quý vị, cái tiêu chí của dì Hai là gì? Mang những câu chuyện để chia sẻ với khán giả, mang những câu chuyện để chia sẻ cho bà con lối xóm, chứ không phải mà lên đây để nói khùng nói điên để được nổi tiếng, nói khùng nói điên để bán hàng. Thưa quý vị, ai cũng phải làm thôi, mỗi người đều phải làm để sống, mỗi người đều phải làm, bởi vì tai làm thì hàm nhai, thấy không? Quý vị nghĩ sao mà trong cái đó tôi cứ tối ngày tôi làm này làm kia, tôi lên tôi lừa gạt gì không? Em làm bằng công sức của em, mồ hôi nước mắt của em, thức đêm dậy sớm để có được sản phẩm như thế này gửi đến cho bà con cô bác, thì đừng bao giờ có những cái gì đó làm cho em tổn thương. Mà hay em tổn thương rồi, em vui thì thôi, em buồn em chửi ráng chịu, đừng trách, đừng nói em hổ nha. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều luôn, tôi biết bà con thương yêu tôi lắm. Trong tôi lên live stream để gặp gỡ tôi, nhưng mà thưa quý vị, thời giờ thì nó có hạn. Thôi, đến đây tuần này, dì Hai chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Thưa quý vị, khung giờ lên live stream của dì Hai vẫn như cũ là dao động từ 19h30, 20h cho đến 20h30, vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Quý vị nhớ nha, giờ live stream của dì Hai sẽ là 19h30, 20h30 hoặc 20h30, nó sẽ dao động từ 3 khung giờ đó. Và đặc biệt 2 ngày, thứ Bảy không live stream được thì Chủ nhật sẽ live stream. Cảm ơn quý vị, còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Em chào chị Thảo Vũ, chúc chị luôn sức khỏe, chúc bà con mình luôn mạnh giỏi, sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống quý vị nha. Chào tạm biệt.